Sẽ đi lên đi dạo dạo ở cái khu gần nhà mình và đi siêu thị để quay cho bạn xem một cái điều rất là hay ở siêu thị Nhật ha. Sau đó mình đi ăn đi uống, thằng cuối tuần thì đi ăn tiệm cho nó ngon. Quay cho bạn xem cái chiếc xe đạp mà bị phạt ở Nhật. Xe đạp đậu sai chỗ thì sẽ bị cảnh sát họ dán những tờ giấy như thế này. Bây giờ mình đang đợi xe buýt để đi lên trên cái khu mua sắm ở gần nhà mình. Thì xe buýt bây giờ đến rồi. Thì xe buýt hôm nay mình đi chiếc xe buýt này số 43. Và xe buýt này rất là dài, nó có chiều dài 18m. Thì bình thường mình đi những chiếc xe buýt ngắn hơn, nó bằng một nửa chiếc xe này. Nhưng mà hôm cái khu vực đó là khu vực khu công nghiệp và khu mua sắm rất là lớn. Bởi vậy nên là khi xe buýt này nó đi lên để chở những cái khách mà họ đi làm việc trên đó về, để về ga nhà mình để đi tàu về. Nên là chiếc xe ở đây rất là dài, còn bình thường thì có những chiếc xe ngắn hơn. Mình cho các bạn xem nội thất bên trong của chiếc xe buýt này ha. Nó rất là dài và ghế rất là nhiều. Đây là cái khoang phía sau của cái buýt. Buýt này dài nhưng mà không gian nó rất là lớn. Còn đây là cái nơi để quét thẻ IC. IC là cái thẻ tính tiền đi lên buýt ở Nhật Bản các bạn. Khi mà các bạn bước lên xe buýt thì các bạn đập thẻ của bạn vào cái bàn quét đó, và khi bạn xuống mà các bạn đập thẻ ở cái cổng đi xuống thì cái máy nó sẽ tự tính tiền và trừ tiền trong cái thẻ của các bạn, rất là tiện lợi. Thì trên cái bảng này mà phía bên tay trái đó là số tiền các bạn đã phải mất khi ngồi xe buýt, và phía bên phải đó là trạm dừng kế tiếp của xe buýt này. Đến nơi rồi, bây giờ mình sẽ xuống xe. Thì xuống xe mình sẽ bỏ tiền vào cái hộp này. Nếu như mình không dùng thẻ mình sẽ bỏ tiền vào cái hộp này và máy nó sẽ tự động tính tiền mà số tiền các bạn bỏ vào. Còn một cái hay nữa của cái máy này đó là các bạn có thể đổi tiền trực tiếp qua cái máy này luôn ha. Các bạn có thể bỏ tiền giấy vào để đổi lấy tiền xu để trả tiền đi xe buýt, rất là hay, rất là tiện lợi. Thì bây giờ mình sẽ đi cái siêu thị Aeon ở gần nhà mình. Đây là siêu thị cũng tương đối lớn. Thì siêu thị Aeon nó có mặt ở khắp nơi ở Nhật Bản. Hiện tại thì đang là giờ là giảm giá của siêu thị Aeon. Thì hàng ngày vào khoảng 5 giờ đến 7 giờ thì siêu thị Aeon giảm giá rất là nhiều các bạn. Từ 20 đến 50% hàng hóa. Thì hiện tại các mặt hàng thịt, cá họ giảm giá rất là nhiều. Thì giờ này rất thuận lợi để đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho các ngày trong tuần ha. Bây giờ thì mình sẽ đi mua một ít đồ ăn vặt và mình sẽ quay cho các bạn xem cách mà mua hàng và tự tính tiền ở Nhật Bản và không cần phải nhờ nhân viên tính tiền cho mình. Thì ở Việt Nam hay là bất cứ đâu trên thế giới, các bạn mua hàng các bạn đều phải có nhân viên thanh toán. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem cái cách mà người Nhật họ tin tưởng khách hàng như thế nào và cho khách hàng tự động tính tiền như làm sao ha. Thì bây giờ mình sẽ đi mua một ít đồ vật rồi ra tính tiền cho các bạn xem. Hiện tại thì mọi người họ đi mua sắm rất là nhiều. Hiện tại giờ giảm giá bởi vậy nên là người ta tập trung lại mua rất là đông. Và ai cũng cầm trên tay những cái hộp đồ ăn có dán mà giảm giá.
đây là cái quầy bán cá sống và giảm giá rất là nhiều. Thì kem bây giờ bình thường thì này thì khoảng 300 yên, nhưng bây giờ chỉ còn 200 yên thôi. Mình sẽ mua vài hộp bánh kem này ăn chơi. Ở Nhật Bản rau củ đặc biệt rất là mắc. Một bó rau cải Việt Nam thường thường thì có giá chỉ khoảng 3 đến 5 nghìn đồng, nhưng ở Nhật Bản thì có giá khoảng 20 đến 25 nghìn. Và thời tiết của Nhật Bản thì tương đối là khắc nghiệt, bởi vậy nên cái việc trồng rau củ và trái cây rất là khó khăn, nên giá thành của rau củ nó cũng không rẻ chút nào. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái loại trái cây mà có giá 4 đồng một ký Việt Nam. Thì ở Nhật nó bán cái trái này với giá 90 000 đồng là 4 trái. Dưa hấu và dưa lưới ở Nhật Bản có giá cũng cực kỳ đắt các bạn. Một trái dưa lưới khoảng nửa ký nhà này thì có giá 650.000 đồng. Trái cây Nhật Bản cực kỳ đắt. Và đây mình cho các bạn xem trái xoài. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trái xoài ha. Trái xoài này có giá là 80.000 đồng, 85.000 đồng, cực kỳ đắt các bạn. Trong khi đó Việt Nam nếu như các bạn bỏ ra 80.000 đồng thì các bạn có thể ăn xoài mệt nghỉ. Bây giờ thì mình sẽ tính tiền ha. Ở màn hình này thì có hai ngôn ngữ đó là tiếng Nhật và tiếng Anh. Thì mình sẽ chọn tiếng Anh để cho dễ sử dụng. Và ở mục này họ hỏi các bạn là có túi ni lông không. Nếu như mình có túi thì mình chọn là buy bag. Nếu như mình không có túi thì mình bấm mua một bag, mua một túi ha. Và đây là có hai túi, là túi to túi nhỏ. Thì một túi nhỏ 3 yên, túi to là 5 yên. Thì mình sẽ chọn túi 3 yên. Và khúc này thì bạn điền vào cái số túi mà bạn cũng muốn mua ha. Bây giờ nhân viên sẽ mang túi đến cho mình. Các bạn đợi trong giây lát thì nhân viên họ sẽ mang túi đến tận nơi cho các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đút cái thẻ Aeon Boento Cardo vào. Thì đây cũng là thẻ tiết kiệm của mình luôn. Để khi mà mình mua hàng xong thì Aeon nó sẽ tự động ghi điểm vào cái thẻ tín dụng của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quá trình quét mã vạch để tính tiền cái sản phẩm của mình. Sau khi các bạn quét xong tất cả các sản phẩm của các bạn thì các bạn bấm vào nút Finish and Pay để tính tiền ha. Sau khi các bạn bấm vào nút thanh toán thì nó hỏi các bạn có muốn sử dụng điểm Boento không. Boento là cái điểm trong thẻ lúc nãy mình đã đút vào. Thì bây giờ mình sẽ chọn hình thức thanh toán, đó là thanh toán bằng tiền mặt. Thì ở đây nó có rất nhiều hình thức thanh toán, ví dụ như là tiền mặt hay là thẻ tín dụng vân vân. Bây giờ mình sẽ đút tiền vào cái ô này. Và nếu như mà có tiền xu thì bỏ tiền xu vào cái lỗ này, cái lỗ sáng sáng này để thanh toán ha. Ok, sau khi mình đút tiền vào thì máy nó sẽ tự động nhả cái receipt ra, nhả hóa đơn ra và nhả tiền dư nếu như các bạn còn dư tiền. Vậy là kết thúc quá trình thanh toán tự động của siêu thị Aeon, cực kỳ đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng. Thì bây giờ mình đã mua xong rồi, giờ mình sẽ đi về. Thì như các bạn đã thấy thì ở Nhật Bản thì họ đặt niềm tin vào khách hàng rất là nhiều. Họ cho khách hàng quyền tự do mua hàng, mua sắm, mang túi sách, giỏ sách này kia vào siêu thị rất là thoải mái. Và còn cho khách hàng tự động tính tiền sau khi mua hàng xong, chứ không cần phải thanh toán qua nhân viên thanh toán. Thì đó là một cái nét văn hóa rất là hay, rất là văn minh, lịch sự của Nhật Bản. Trước khi về thì mình sẽ ghé cái cửa hàng hoa ở trước siêu thị Aeon, quay cho bạn xem các loại hoa Nhật Bản ha. Có một số loại hoa rất giống hoa ở Việt Nam, rất là đẹp. Nhưng mà giá hoa ở Nhật Bản thì nó rất là cao các bạn, bởi vì trồng rất là khó khăn.
thời tiết nó không có tốt như là Việt Nam mình. Đây là mấy cái hoa lan giống như hoa lan rừng của Việt Nam mình, hoa rất là đẹp, nhìn mấy chậu lan rất là đã các bạn. Một chậu hoa lan như thế này thì có giá 1.200.000 đồng. Ok, thì video ngày hôm nay chủ yếu là mình cho bạn xem cách mà mình mua hàng xong rồi từ tính tiền ở siêu thị Nhật Bản. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Các bạn nhớ bấm đăng ký để cập nhật video của mình thường xuyên hơn ha, để không bỏ lỡ video nào của mình. Và nếu như cảm thấy video mình bổ ích thì hãy bấm like và share để mình có động lực để làm thêm nhiều video hay hơn nữa ha. Cảm ơn các bạn.